Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới skincare của Stylista. Dành cho các bạn nào chưa biết thì chúng mình là một nhóm những bạn trẻ đam mê tìm hiểu và mong muốn hướng cộng đồng K-beauty đến một làn da các bóng đúng chuẩn Hàn Quốc. Và mình là Thùy Chi, content creator của Stylista và cũng sẽ là người đồng hành của các bạn trong video lần này. Với video này, Chi đã trở lại với một chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm, đấy chính là hương liệu trong các sản phẩm skincare. Trong quá trình tư vấn thì Chi nhận ra rằng có rất nhiều bạn e ngại đối với các sản phẩm chứa hương liệu, bởi vì các bạn nghĩ rằng đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng kích ứng hay mẩn đỏ trên làn da của các bạn, đặc biệt đối với những làn da nhạy cảm. Tuy nhiên, liệu các bạn có thật sự hiểu rằng hương liệu được thêm vào các sản phẩm skincare với mục đích gì? Các thành phần nào thì sẽ được xem là hương liệu trong mỹ phẩm? Chúng có thật sự có hại đối với làn da của bạn không? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Chi giải đáp trong video này. Các bạn nhớ đón xem đến cuối video nhé, bởi vì Chi tin rằng đây sẽ là những thông tin cực kỳ hữu ích đó nha. Nói đến khái niệm thì hương liệu chính là những thành phần được thêm vào các sản phẩm dưỡng da nhằm cải thiện mùi hương của các sản phẩm đấy. Thực tế thì các thành phần nguyên bản trong một sản phẩm dưỡng da sẽ có một mùi hương không mấy dễ chịu. Chính vì vậy, các nhà sản xuất sẽ thêm các thành phần hương liệu vào để át đi cái mùi hương nguyên bản đấy và khiến sản phẩm có mùi thơm dễ chịu và thoải mái hơn. Về phân loại thì hương liệu trong mỹ phẩm có thể được chia thành 3 loại khác nhau. Đấy là hương liệu tổng hợp, hương liệu tự nhiên và essential oil. Mỗi thành phần hương liệu thì sẽ có những đặc điểm riêng biệt cũng như những ảnh hưởng khác nhau ở trên da của mỗi người. Đầu tiên là hương liệu tổng hợp. Hương liệu tổng hợp Synthetic Fragrance được tạo ra từ hơn 20 thành phần khác nhau, có nguồn gốc chủ yếu là các chất hóa học và trong đấy nổi bật là các dẫn xuất của benzen. Chính vì vậy, hương liệu tổng hợp có thể gây ra những dị ứng hoặc mẩn đỏ đặc biệt nghiêm trọng đối với những làn da nhạy cảm. Bên cạnh hương liệu tổng hợp thì chúng ta sẽ có thêm hương liệu tự nhiên Natural Fragrance. Đây là những thành phần hương liệu có nguồn gốc chủ yếu từ các loại hoa như hoa hồng hoặc là cam chanh. Tuy có phần an toàn hơn so với hương liệu tổng hợp nhưng mà hương liệu tự nhiên vẫn có thể gây ra tình trạng kích ứng đối với những làn da nhạy cảm. Trong bảng thành phần của các sản phẩm dưỡng da thì bạn có thể nhận thấy hương liệu tự nhiên sẽ được viết giữa những cái tên như là Natural Fragrance, Limonene hoặc là Ninalum. Và loại hương liệu cuối cùng mà chắc hẳn đã rất nhiều bạn nghe đến cái tên để chính là Essential Oil. Essential Oil sẽ ý chỉ những loại tinh dầu có chiết xuất từ hoa, lá hoặc quả của các loại thực vật tự thiên nhiên, là những loại tinh dầu cô đặc. Chính vì vậy, nếu bạn không sử dụng đúng cách thì nó có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến với làn da của bạn. Một số essential oil phổ biến trong các sản phẩm dưỡng da có thể kể đến là bergamot oil, lavender oil hoặc là orange oil. Và nếu bạn muốn kiểm tra rằng sản phẩm dưỡng da của mình có chứa thành phần hương liệu hay không thì Chi đã liệt kê một danh sách rất đầy đủ các thành phần hương liệu ở dưới phần description box rồi, các bạn có thể xem nhé. Chi sẽ giải đáp cho các bạn câu hỏi hương liệu có tốt hay không. Câu trả lời của Chi đấy chính là không, bởi vì hương liệu có thể gây ra những ảnh hưởng khá là tiêu cực đối với những làn da nhạy cảm. Hương liệu tự nhiên hoặc essential oil sẽ là những lựa chọn an toàn hơn đối với các làn da bình thường. Còn đối với những làn da nhạy cảm thì Chi vẫn khuyên các bạn nên tránh những thành phần có chiết xuất từ cam chanh hoặc lavender oil, bởi vì chúng có khả năng kích ứng khá là cao đối với các làn da yếu hoặc da có hàng rào bị tổn thương. Đối với các bạn muốn tìm đến những sản phẩm hoàn toàn loại bỏ các thành phần hương liệu khỏi công thức nhưng lại không hề tự tin với khả năng đọc thành phần của mình thì một mẹo nhỏ dành cho các bạn đấy chính là hãy tìm đến những sản phẩm có nhãn dán unscented. Và các sản phẩm unscented chắc hẳn đã rất quen thuộc đối với các bạn đấy chính là bộ rau má này của nhà Purito đây. Khác với cái phiên bản có mùi, phiên bản không mùi này đã được loại bỏ thành phần essential oil, mà ở đây chính là lavender oil, khỏi công thức để giúp nó an toàn và lành tính hơn đối với những làn da nhạy cảm. Chính vì vậy, đối với những các bạn da yếu này, da mụn hoặc da đang bị tổn thương thì vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những sản phẩm này nhé. Và nếu bạn đang thắc mắc là những sản phẩm có ghi nhãn dán không mùi này sẽ có mùi hương gì thì để Chi thử ra tay và ngửi trực tiếp giúp các bạn luôn. Theo Chi cảm nhận thì cái sản phẩm này vẫn có mùi các bạn ạ. Tuy đã được loại bỏ essential oil rồi nhưng mà unscented serum của Purito vẫn còn mùi hương nguyên bản của các thành phần trong này, mà tiêu biểu là rau má. Khi apply trên da thì cái mùi này rất là nhẹ thôi và hầu như là không có để lại cảm giác gì. Và một sản phẩm không mùi khác cũng nổi tiếng không kém em serum vừa rồi, đấy chính là em unscented sun này đây. Hãy cùng Chi thử xem mùi hương của em này thực sự nó như thế nào nhé.
Cũng giống như serum vừa rồi thì cái mùi hương của kem chống nắng này nó rất nhẹ thôi. Nó chỉ là cái mùi hương nguyên bản của một số thành phần. Và khi lên da thì nó hoàn toàn không để lại ấn tượng cho chi là nó có mùi đâu. Nên là đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà em này được rất nhiều beauty blogger trên thế giới ưu ái đến như vậy. Ok, vậy chị sẽ kết thúc video về hương liệu ngay tại đây thôi. Qua video vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra rằng hương liệu không thực sự xấu đối với làn da của chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu những làn da quá nhạy cảm hoặc không thích những mùi hương quá nồng trong các sản phẩm dưỡng da thì chị vẫn khuyên các bạn nên lựa chọn những sản phẩm có gắn nhãn Ancentus để hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng nha. Và nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào về hương liệu trong các sản phẩm skincare thì hãy comment ở phía dưới để team Cellulista biết và giải đáp giúp các bạn. Đừng quên like, subscribe YouTube channel của chúng mình để đón chờ những video mới siêu hay ho tiếp theo nhé. Bye bye!